Vâng, chào mừng toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình review bất động sản của kênh Địa ốc Long Trường Phát nha quý vị. Đây là con đường DK5A có lòng đường nhựa 15m, vỉa hè mỗi bên là 5m, tổng hạ tầng là 25m, bao gồm cây xanh, cống thoát nước. Vị trí cách góc của đường NK9 vào khoảng tầm 30m, một vị trí rất là đẹp, tọa lạc trên đường DK5A này, thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha quý vị. Các tiện ích gần đây thì cách trường tiểu học Thới Hòa, trường mầm non Sao Mai thì khoảng tầm 300m thôi, ngay khu vườn này, khu rừng cây này nha quý vị. Đấy là ngay phía đó là hai trường học. Đấy. Vị trí lô đất thì nằm ngay đây. 5x30 thổ cư là 100%. Đất bằng phẳng đẹp, hướng chính tây. Đường mật độ dân cư đi lại rất đông. Khu K thì được bao bọc bởi khu công nghiệp Mỹ Phước 3, đường NK13, quốc lộ 13 và khu Ri, chợ của Mỹ Phước 3. Rất là tiềm năng để đầu tư cũng như là xây nhà kết hợp kinh doanh hiện tại. Quý vị các bạn muốn mua sản phẩm này thì liên hệ với Địa ốc Long Trường Phát qua số điện thoại là 0589 168 179 nha quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã xem video.